Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel, mình là Ngọc Vi. Đến thời điểm hiện tại thì ông lớn Trung Quốc Huawei đang chiếm trệ trở thành một trong những nhà sản xuất di động lớn trên thế giới. Cho nên là không có gì khó hiểu khi mà những dòng sản phẩm của Huawei cũng được người dùng quan tâm nhiều. Điển hình là chiếc Huawei P9 chuẩn bị ra mắt. Chỉ là hơi buồn khi mà chưa gì hết thì P9 đã lộ gần như là hoàn toàn thông qua Oppo Mark. À, có một chút lưu ý đó là Oppo Mark này không liên quan gì đến đồng hương Oppo của Huawei đâu nhé. Còn bây giờ đây thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chiếc smartphone mới của Huawei nhé. Đầu tiên thì lần này Huawei không chỉ đẻ duy nhất một em P9 mà lại sinh 3, tức là chúng ta có đến 3 chiếc P9. Một là phiên bản tiêu chuẩn có màn hình 5,2 inch với độ phân giải là Full HD, bộ vi xử lý Kirin 950, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB cùng với viên pin dung lượng 3000mAh. Mức giá được đưa ra theo lời đồn sẽ là 499 USD. Đúng như tên gọi của nó, tiêu chuẩn là mức chuẩn và dường như dùng để nhắm vào phân khúc tầm trung. Thứ hai sẽ là chiếc Huawei P9 Max. Chiếc smartphone này sẽ có màn hình cực khủng lên đến 6,2 inch và độ phân giải 2K, cùng một cấu hình mạnh mẽ hơn với vi xử lý Kirin 955, RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Có điều viên pin của nó thì cũng bằng với P9 tiêu chuẩn là 3000mAh mà thôi. Với những cái thông số ấn tượng hơn như thế này thì P9 Max cũng có một mức giá được dự đoán là nhỉnh hơn, tuy nhiên không nhiều lắm, dừng lại ở mức 699 USD. Và đây có thể xem là chiếc P9 mạnh nhất. Cuối cùng thì chiếc P9 thứ ba sẽ có tên gọi là P9 Lite. Nó có mức giá rẻ nhất là 299 USD, màn hình nhỏ nhất 5 inch nhưng mà vẫn có độ phân giải là Full HD. Điều thú vị đó là chiếc máy này sẽ sử dụng con chip Snapdragon 650 thay vì bộ vi xử lý Kirin như là những người anh em của mình. Đi kèm đó thì chúng ta sẽ có RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Tuy nhiên thì viên pin đã được giảm xuống chỉ còn 2500mAh. Và đây là chiếc P9 có thể xem là dùng để đánh vào phân khúc phổ thông khi mà mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đủ dùng mà thôi. Tóm lại thì với cả 3 phiên bản P9 này, chúng ta có thể thấy rõ được tham vọng của Huawei khi mà cùng lúc đánh vào 3 phân khúc khác nhau của thị trường, từ phổ thông, tầm trung cho đến cao cấp. Tiếp đến sẽ nói về thiết kế của 3 chiếc máy này. Nếu mà chỉ dựa theo hình ảnh thì có vẻ là cả 3 chiếc máy này đều sở hữu cùng một cái thiết kế kim loại nguyên khối với mặt kính phía trước trông khá là sang trọng và cứng cáp. Chỉ có điều là cả 3 có sự khác biệt về kích cỡ màn hình, cho nên hẳn là nó sẽ có khác biệt về mặt kích thước cũng như là số đo 3 vòng. Tuy nhiên thì cũng theo thông tin rò rỉ, cả P9 tiêu chuẩn lẫn P9 Max đều cùng có độ mỏng là 6,4mm mà thôi, khá là mỏng, bằng với người tiền nhiệm P8 và mỏng hơn so với lại iPhone 6 lẫn Galaxy S6. Còn riêng về chiếc P9 Lite thì lại chưa lộ số đo nào cả. Tiếp đến thì nói về mặt trước của những chiếc máy này đi. Theo hình ảnh này thì chúng ta có thể thấy là chiếc P9 này có viền màn hình bên ngoài khá là mỏng. Tuy nhiên thì khi mở lên nó vẫn sẽ có phần viền đen ở bên trong chứ không mỏng hoàn toàn như là chúng ta nghĩ. Điểm này thì khá giống với hầu hết smartphone dạo gần đây, hơi bị lừa tình một chút. Ngoài ra thì loa ngoài vẫn sẽ tiếp tục được đặt ở cánh dưới của máy để mang đến hiệu ứng âm thanh tốt, nhưng mà nó chỉ còn một dãy thay vì hai giống như là ở trên P8. Điểm đặc biệt hơn đó là chiếc P9 này của chúng ta dường như là sử dụng chuẩn USB Type-C theo đúng xu hướng hiện nay chứ không còn là micro USB nữa. Ngoài ra thì cũng từ những cái hình ảnh rò rỉ rõ nét này, chúng ta có thể thấy thêm hai cái khác biệt lớn trong thiết kế, đồng thời cũng là hai cái điểm cộng của P9 so với lại người tiền nhiệm P8. Thứ nhất thì ở phần mặt lưng của máy, các bạn có thể thấy một cái ô vuông có đường viền bạc ở vị trí của logo Huawei cũ, còn logo Huawei thì đã được đưa xuống bên dưới. Và với việc cái ô vuông này không hề nhô lên hay là nó có cái điểm gì giống với một cái phím bấm thì chúng ta gần như có thể chắc chắn đây chính là vị trí của cảm biến vân tay, điều mà đã từng làm cho người dùng mừng hụt trên P8. Thứ hai đó là cũng ở mặt lưng này thì chúng ta có thể thấy là P9 có đến hai chiếc camera sau. Và theo thông tin đã rò rỉ thì nó chỉ ghi vỏn vẹn là camera sau 12MP có hỗ trợ chống rung quang học và lấy nét laser ở cả 3 phiên bản. Nhưng mà không biết là có cùng thông số cho cả hai camera hay là không, hay là có khác biệt gì nữa. Tuy nhiên thì có thể chắc chắn một điều, nó sẽ không làm cho chúng ta thất vọng khi mà gần đây thì cả 3 vị giám đốc điều hành của Huawei đều đăng tải cùng một nội dung rằng sau cùng chính là rất là ngắn gọn. Bởi vì nhiều khả năng thì P9 sẽ là đứa con lai của Huawei cùng với Leica, thương hiệu máy ảnh hàng đầu của Đức mà Huawei đã tuyên bố ký thỏa thuận hợp tác cách đây không lâu. Nói về Leica thì đây là một cái tên rất là quen trong lĩnh vực máy ảnh kỹ thuật số, và đây là lần đầu tiên mà hãng hợp tác với một nhà sản xuất smartphone, cho nên rất nhiều người đang mong đợi camera kép của P9. Mà từ đây thì có thể thấy là năm nay Huawei đầu tư rất là lớn nha, kết hợp với Leica này rồi lại còn mời Messi làm đại diện. Wow, phải nói là năm nay chơi bạo dữ. Quay trở lại vấn đề chính, đối với các thánh mà yêu thích selfie thì camera trước của P9 sẽ đạt đến độ phân giải là 8MP, nhưng mà nó chỉ đối với P9 Max mà thôi, còn P9 tiêu chuẩn và P9 Lite thì chỉ dừng lại ở 5MP mà thôi. Dù hiện tại thì chỉ có 3 phiên bản P9 rò rỉ là tiêu chuẩn, Max và Lite,
Nhưng mà có một nguồn tin khác lại cho biết rằng Huawei vẫn còn một chiếc P9 nữa với tên gọi Premium. Và đó cũng là tất cả những thông tin rò rỉ xung quanh chiếc smartphone mới của Huawei P9. Để kiểm chứng những thông tin này thì chúng ta hãy đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhé. Nhưng mà sẽ không lâu nữa đâu. Bởi vì vào ngày 6 tháng 4 sắp tới tại London thì Huawei sẽ chính thức trình làng dây cưng của mình. Trong lúc chờ đợi thì với những thông tin vừa rồi, các bạn có mong đợi chiếc P9 hay không? Mời comment chia sẻ ngay bên dưới nhé. Cuối cùng thì cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.